Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh đã dưỡng thai thành công cho sản phụ mang song thai, có một thai chết lưu ở tuần 20, bé còn lại chào đời ở tuần 28, nặng 1,1 kg. Sau gần 80 ngày nuôi dưỡng tại trung tâm sơ sinh, bé nặng 3,4 kg, bú giỏi, chuẩn bị xuất viện. Sản phụ T ở Bình Dương mang song thai tự nhiên, đến tuần thai thứ 20, bác sĩ thông báo một bào thai chết lưu và có hiện tượng rỉ ối. Sau một tuần điều trị, bác sĩ tư vấn nên chấm dứt thai kỳ vì tình trạng nhiễm trùng có thể tiến triển nặng, tình huống xấu nhất, mẹ có thể tử vong. Nhưng sản phụ có nguyện vọng kéo dài thai kỳ để cứu bào thai còn lại trong bụng. Ekip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh đã tham khảo các phương thức điều trị trên thế giới, sử dụng các phương tiện hiện đại trong chẩn đoán tiền sản để theo dõi thai kỳ. Đến tuần thai thứ 28, chỉ số bạch cầu trong máu thai phụ tăng cao, phải nhập viện truyền kháng sinh. Ca phẫu thuật phối hợp giữa trung tâm sản phụ khoa, trung tâm sơ sinh và khoa phẫu thuật gây mê hồi sức được thực hiện khẩn cấp. Bé trai chào đời ngày 22 tháng 4, nặng 1,1 kg, chăm sóc đặc biệt ngay tại phòng mổ, sau đó được chuyển đến khu hồi sức sơ sinh. Sau 2 tháng điều trị, bé phát triển bình thường, thở đều, tăng cân tốt, tự bú mẹ. Có thể trong cuộc đời hành nghề của chúng tôi đó, thì cái việc giữ lại một cái em bé có nhiễm trùng đúng là cái điều chúng tôi không bao giờ đề nghị với bệnh nhân là như vậy. Nhưng với cái sự cương quyết và tình yêu thương của người mẹ và bất chấp tất cả những cái nguy hiểm cho mình, thì cuối cùng là họ cũng có được một cái thành quả là một cái đứa bé. Trước đây phải là 34 tuần thì mình mới có thể mình giữ được đứa bé an toàn, thì hiện nay 25 tuần, 26 tuần, 27 tuần, 28 tuần đối với các bác sĩ sơ sinh là trong tầm tay. Theo các báo cáo y khoa, khoảng thời gian trung bình được báo cáo việc giữa thai chết và thai sinh đôi còn lại trong tử cung là 5 tuần. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, quá trình mang thai của sản phụ T diễn ra thành công, kéo dài thai kỳ hơn 9 tuần, là một trong những trường hợp giữ thai lâu nhất tại Việt Nam.